Thầy chào các em đã quay trở lại với bài giảng của thầy Quang. Trong tiết học này, tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn các em học chủ đề số 3: đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số các em. Bài số 4 là sử dụng công nghệ kỹ thuật số, trang số 16 sách giáo khoa tin học lớp 8, bộ sách Chân trời sáng tạo với các em. Sau khi các em học xong bài này thì các em có thể là nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật cũng như là thiếu văn hóa trong sử dụng công nghệ kỹ thuật số ha. Thứ hai là đảm bảo được các sản phẩm số do bản thân tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật khác em. Phần đầu tiên là phần khởi động. Thì với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số, các thiết bị chẳng hạn như là máy ảnh nè, máy ghi hình, máy thu âm, kỹ thuật số ngày càng thông dụng, đặc biệt là điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng thiết yếu với nhiều người. Ngoài các chức năng thực hiện các cuộc gọi, điện thoại thông minh còn có nhiều chức năng khác, chẳng hạn như là thu âm, quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc hay là truy cập web, vân vân. Hành vi sử dụng điện thoại thông minh thể hiện văn hóa, đạo đức và ý thức tuân thủ pháp luật của người sử dụng. Em hãy nêu một số ví dụ về biểu hiện thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức, pháp luật khi sử dụng điện thoại thông minh các em. Thì trong câu hỏi này em có thể là đưa ra ví dụ như thế này. Ví dụ như là chúng ta sử dụng điện thoại phát trực tiếp chửi nhau trên mạng xã hội. Thì đây là cái việc sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện một cái hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức cũng như là pháp luật khi sử dụng. Thì trường hợp này chúng ta cần tránh ha. Cái thời gian gần đây thì mạng xã hội cũng xảy ra rất là nhiều vấn đề. Lên đó rồi chửi nhau các thứ đúng không, làm ảnh hưởng đến rất là nhiều người tham gia mạng xã hội hết các em. Pháp luật quy định rất rõ những hành vi nào là vi phạm pháp luật, những hành vi nào là bị cấm, những hành vi khác thì không phù hợp với truyền thống tốt đẹp, lợi ích của cộng đồng hay là xã hội, được coi là những hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức các em. Hình số 1 này, đây là hình minh họa cho chúng ta trong việc là không chia sẻ hình ảnh của người khác khi mà chưa được phép của người khác ha. Tiếp theo là các em tìm hiểu phần 1 nhỏ, một số lưu ý về sử dụng thiết bị số. Dưới đây là một số lưu ý về việc thu âm, về việc chụp ảnh, quay phim và sử dụng điện thoại di động hay là tai nghe các em. Các em tự ý thu âm, chụp ảnh, quay phim và sử dụng những nội dung mà mình ghi được á, như là âm thanh, hình ảnh nè, làm ảnh hưởng đến danh dự, phẩm chất, uy tín và tiết lộ bí mật cá nhân, tổ chức. Đó là những hành vi vi phạm pháp luật nha các em. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi là quay phim, chụp ảnh những nơi có liên quan đến bí mật của nhà nước, như là các khu vực quốc phòng an ninh, những công trình đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế cũng như là văn hóa xã hội ha. Thì hình số 2 là minh họa về việc cấm quay phim ở những cái cơ quan quan trọng của nhà nước, khu vực quốc phòng. Như đây là doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, đây là khu vực cấm quay phim, có những vì ở đây là có những cái bí mật quốc gia, chúng ta không được phép nếu như chúng ta thực hiện chụp ảnh quay phim ở những nơi này thì chúng ta sẽ vi phạm pháp luật nha. Người đang lái xe mô tô, lái xe gắn máy, xe đạp và một số phương tiện giao thông khác thì không được sử dụng tay để sử dụng điện thoại di động khi mà đang điều khiển phương tiện ở trên đường nhé em. Nếu như chúng ta sử dụng tay, chúng ta nghe điện thoại hay chúng ta bấm điện thoại khi mà các em điều khiển các cái phương tiện giao thông trên đường á, thì có thể là gây ra tai nạn ha, gây ra tai nạn cho ảnh hưởng đến bản thân mình cũng như là người khác nha. Do đó thì cái việc mà sử dụng tay để sử dụng điện thoại trong quá trình tham gia giao thông, điều khiển các phương tiện, đó là một cái điều vi phạm pháp luật ha. Học sinh á, thì các em không được sử dụng điện thoại di động và các cái thiết bị số khác khi mà các em đang học tập trên lớp, khi mà chưa được phép của thầy cô ha. Tức là các em muốn sử dụng điện thoại thì các em cần phải xin phép thầy cô. Nếu như thầy cô cho phép thì các em mới được sử dụng nha. Các em có thể là quan sát hình số 3 ở đây. Ở đây là một số hành vi vi phạm về việc sử dụng thiết bị số khi mà tham gia giao thông ha. Các em hãy trao đổi với bạn và cho biết tình huống nào dưới đây là vi phạm quy định của pháp luật, tại sao. Tình huống A, nó là Phong chụp ảnh Lan đang đùa nghịch với tư thế không đẹp mắt.
Rồi sau đó thì Phong chia sẻ bức ảnh đó lên mạng xã hội làm Lan xấu hổ và không dám đến trường. Thì đây là cái việc mà Phong đã chụp ảnh Lan đưa lên mạng xã hội khi chưa được phép của bạn Lan. Và bức ảnh của Phong hay là hành động của Phong đã làm ảnh hưởng đến bạn Lan, ảnh hưởng đến cá nhân của bạn Lan. Đó là một cái hành vi vi phạm nha các em. Vậy thì ở trong tình huống A này là vi phạm ha, vì Phong đã sử dụng hình ảnh của Lan khi mà chưa được phép và gây ra hậu quả cho bạn Lan. Rồi, trường hợp B, khách du lịch tự ý quay phim khu vực cửa khẩu có biển cấm quay phim chụp ảnh. Thì trong trường hợp B này cũng là vi phạm, vì khách du lịch đã chụp ảnh nơi không được phép ha, có bản cấm quay phim chụp ảnh là nơi đó tuyệt đối chúng ta không được phép chụp ảnh quay phim. Do đó thì khách du lịch này đã vi phạm. Câu C là một bạn học sinh vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại. Thì cái việc mà bạn học sinh này vừa đi xe đạp vừa nghe điện thoại là một cái hành vi vi phạm pháp luật các em. Trong này tình huống này thì vi phạm là vì là gì? Vì xe đạp vừa đi xe đạp mà vừa nghe điện thoại á, thì có thể là dẫn đến là mất an toàn giao thông, vi phạm luật giao thông đường bộ ha. Thì khi đó thì các em không thể nào tập trung được trong quá trình điều khiển xe, thì có thể là gây ra tai nạn các em. Câu D là một bạn học sinh tự ý sử dụng điện thoại thông minh để làm bài tập trên lớp. Thì trong trường hợp D này là vi phạm ha. Thì trường hợp D này là vi phạm nội quy nhà trường, vì bạn học sinh này đã sử dụng điện thoại khi mà chưa được phép của thầy cô. Như vậy là các em tự ý thu âm, chụp ảnh, quay phim và sử dụng nội dung ghi được gây ra hậu quả cho một tổ chức hay là một cá nhân nào đó, đó là một cái hành vi vi phạm pháp luật nha các em. Thứ hai là không sử dụng tai nghe, điện thoại di động khi đang lái xe ha. Thứ ba là học sinh không sử dụng các thiết bị kỹ thuật số trong giờ học khi chưa được phép của thầy cô. Tiếp theo các em tìm hiểu phần 2 nhỏ, đó là văn hóa sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Chúng ta cần phải biết lịch sự, lễ phép, thân thiện, khiêm tốn, trung thực, cũng như là phải biết tôn trọng người khác. Thì bởi vì đó là những cái biểu hiện của người có văn hóa, có đạo đức các em. Ta cần tránh làm phiền hoặc là gây khó chịu cho người khác khi mà sử dụng các thiết bị kỹ thuật số ha, hoặc là lợi dụng công nghệ kỹ thuật số để làm những cái việc gian dối, gây hiểu lầm, mâu thuẫn. Sau đây hình số 5, chút xíu nữa thầy sẽ chiếu cho các em xem. Đó là một cái ví dụ về việc sử dụng thiết bị công nghệ số một cách thiếu văn hóa và vi phạm đạo đức ha. Đây, trong hình số 5 được không? Hình số 5 này là thể hiện một số biểu hiện thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức khi mà sử dụng thiết bị kỹ thuật số. Trường hợp hình đầu tiên đó là sử dụng điện thoại khi mà đang gặp gỡ người khác. Đang gặp gỡ người khác, đang trò chuyện với người khác mà mình cứ ngồi, mình sử dụng điện thoại, mình cứ nghe điện thoại, mình nói đâu đâu đó. Rồi mình cứ ngồi, mình bấm điện thoại. Đó là một cái, mình không có quan tâm đến người đối diện của mình. Thì đó là gì các em? Đó là một cái hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người đối diện ha. Thì trong thực tế cũng đã gặp những cái trường hợp này cũng khá là nhiều. Hình 5B thì chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý, chụp ảnh người khác khi mà chưa được sự đồng ý của người khác, thì đó là cũng là một cái hành vi thiếu văn hóa nha. Hình 5C thì lén thu âm cuộc nói chuyện, thì hai người nói chuyện với nhau và lén thu âm khi mà người khác không biết đang bị thu âm, thì đó là một cái hành vi thiếu văn hóa và vi phạm nha các em, vi phạm quyền riêng tư. Hình D này là bạn ấy sử dụng điện thoại thông minh các em để hỏi đáp án trong giờ kiểm tra ha. Thường là kiểm tra trắc nghiệm đúng không? Hỏi đáp án câu mấy, đáp án gì đúng không? Đây, bạn giấu dưới đây, bạn hỏi đáp án. Như vậy là một cái hành vi vi phạm nha các em, thiếu văn hóa ha. Thì những hành vi bên trên này chúng ta nên tránh xa, tuyệt đối chúng ta không có vướng vào hay là vi phạm như những hành vi này nha các em. Theo em thì những việc nào dưới đây là nên làm hoặc là không nên làm khi sử dụng công nghệ kỹ thuật số ha. Câu A
đó là liên tục sử dụng điện thoại khi đang gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người khác. Thì cái việc này là việc không nên làm nhé các em. Vì đây là một cái hành vi thể hiện là chúng ta thiếu văn hóa và mất lịch sự trong quá trình giao tiếp với người khác ha. B là nói chuyện qua điện thoại trong phòng đọc của thư viện hoặc là gặp chú phim. Thì nếu mà trong phòng đọc của thư viện thì người ta cần sự yên tĩnh để người ta đọc sách. Còn trong gặp chú phim thì cần sự yên tĩnh để người ta thưởng thức một bộ phim, nghe được những lời thoại trong bộ phim. Thì các em sử dụng điện thoại, các em nói như vậy thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đối với những người đọc ở trong thư viện cũng như là những người xem phim ở trong gặp chiếu phim. Thì đây là một cái hành vi phải nói là thiếu văn hóa và mất lịch sự nha. Thì như vậy thì câu B này là chúng ta không nên làm. C là lén thu âm cuộc trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại. Nếu như chúng ta lén thu âm một cái cuộc nói chuyện nào đó mà khi mà chưa được phép của người đối diện thì đây là một cái hành vi vừa thiếu văn hóa mà lại là vừa vi phạm pháp luật luôn nhé các em. Thì đây là một cái hành vi C, là hành vi không nên làm. D là chuyển sang chế độ im lặng hoặc là tắt điện thoại khi đang ở trong lớp học, ở trong buổi họp, tức là nơi mà sinh hoạt tập thể có đông người các em. Thì mình sẽ chuyển sang chế độ im lặng hoặc là tắt điện thoại thì khi đó thì sẽ không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh ha. Thì đây là việc nên làm nha. E là tự ý chụp ảnh, quay phim người khác khi mà chưa được sự đồng ý của người đó. Thì một người nào đó, người ta có quyền đồng ý hay không đồng ý người khác chụp ảnh quay phim mình. Đó là cái quyền tự do, quyền riêng tư của người khác. Khi người ta chưa cho phép, chưa có sự đồng ý của người khác thì mình không được tự ý chụp ảnh quay phim nha. Nếu như mình tự ý chụp ảnh quay phim thì mình sẽ vi phạm ha. Thì đây là cái việc không nên làm nha. G là trong lớp học trực tuyến, một số học sinh tạo nhóm Zalo để trao đổi đáp án khi làm bài kiểm tra. Thì nếu như mà các em tạo nhóm Zalo để trao đổi đáp án khi làm bài kiểm tra, đây là một cái hành vi gian lận ở trong kiểm tra thi cử ha. Thì đây là ảnh hưởng đến văn hóa cũng như là đạo đức của một học sinh, có thể là ảnh hưởng rất lớn đến hạnh kiểm của các em. Do đó thì cái việc này là việc không nên làm nha các em. Như vậy thì những việc nên làm đó là việc D ha. Còn những việc không nên làm đó là việc A, việc B, việc C, việc E và việc G nha các em. Như vậy thì việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để thực hiện những việc gian dối, gây hiểu lầm, khó chịu, làm phiền người khác, đó là những biểu hiện thiếu văn hóa và vi phạm đạo đức nha các em. Và đó là những cái việc mà chúng ta nên tránh xa, không được thực hiện nha. Phần 3 nhỏ, các em sẽ tìm hiểu về đảm bảo vấn đề bản quyền đối với sản phẩm số ha. Thì tác giả của một cuốn sách hoặc là một bài báo, một bài thơ, một bức ảnh nào đó, thậm chí là một hình vẽ, một bản nhạc, hay là tác giả của bài hát, một cái video, một bộ phim vân vân, là những người sáng tạo ra tác phẩm đó. Vì vậy mà pháp luật quy định là quyền của tác giả đối với tác phẩm, chẳng hạn như là tác giả được đặt tên cho tác phẩm của mình, đứng tên thật hoặc là bút danh ở trên tác phẩm, công bố tác phẩm hoặc là cho phép người khác công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác chỉnh sửa, cắt xén hoặc là chiên tạc tác phẩm, sao chép tác phẩm, truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Vi phạm quyền tác giả là vi phạm bản quyền. Những sản phẩm số trên mạng rất dễ bị lấy, rồi bị phát tán, sửa đổi, rất là khó thu hồi các em. Rất là khó thu hồi cũng như là xóa bỏ, gây ra thiệt hại cho chủ sở hữu ha. Thì em cần kiểm tra để đảm bảo an toàn trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng những cái sản phẩm số mà do mình tạo ra. Hình số 7 là một số điểm cần lưu ý khi tạo, chia sẻ sản phẩm số, chẳng hạn như là bài viết, hình ảnh, video, clip âm thanh hay là những cái liên kết ha. Thì chút xíu nữa thầy sẽ chiếu cho các em xem hình số 7 nha. Còn đối với hình số 6 thì là những hình ảnh về việc sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ sản phẩm số khi mà chưa được phép. Thì đó là cái việc vi phạm bản quyền ha. Và đây là hình số 7 nè các em. Đây hình này thể hiện về việc kiểm tra bài viết trước khi chia sẻ ha. Phần A là gì? Là các em cần kiểm tra lại coi cái sản phẩm của mình có sử dụng âm thanh, hình ảnh, video được ghi trái phép quy định của pháp luật hay là không ha.
B là có làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân hay là không. C là có sử dụng sản phẩm của người khác mà chưa được người đó cho phép hay là không. D thì thông tin có đảm bảo là chính xác hay là không. E là cần kiểm tra có phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống tốt đẹp, lành mạnh của dân tộc Việt Nam hay không. G là có làm phiền, gây khó chịu, gây hiểu lầm hay là mâu thuẫn hay là không. Thì đó là 6 vấn đề mà các em cần kiểm tra lại kỹ càng trước khi mình chia sẻ, mình đăng tải một cái sản phẩm số nha các em. Thì những cái việc này là các em cần phải đảm bảo sản phẩm số là không vi phạm pháp luật và thể hiện được tính đạo đức và văn hóa nhé. Tiếp theo là em hãy chỉ ra những cái hành vi vi phạm bản quyền trong các cái tình huống dưới đây. Thì ở dưới đây là bốn tình huống vi phạm bản quyền, thì em hãy chỉ ra tình huống nào vi phạm như thế nào ha, vi phạm điều gì. Tình huống A là mình lấy sơ đồ tóm tắt bài học trên mạng, tự ghi tên mình là tác giả trên sơ đồ đó rồi gửi cho các bạn trong lớp tham khảo, thì đây là một cái vấn đề vi phạm. Tình huống A này là vi phạm là do mình sao chép hoàn toàn cái sản phẩm của người khác trên mạng để làm sản phẩm của mình hết các em. Tình huống B, sau khi mua được cuốn sách tin học mới xuất bản, Lan dùng điện thoại thông minh chụp ảnh các cái trang sách và gửi cho các bạn khác đọc. Tức là Lan mua cuốn sách tin học và về thì Lan chụp tất cả các cái thông tin, các cái trang trên cuốn sách này, tức là chụp toàn bộ cuốn sách đó em, rồi Lan gửi cho các bạn khác đọc. Có thể là các bạn khác đọc thì các bạn sẽ không phải mua sách, ví dụ như vậy. Thì đây là một cái trường hợp vi phạm về quyền tác giả ha, do là bạn Lan chia sẻ sản phẩm khi chưa được phép của tác giả. Trong trường hợp mà các em có thể là chụp một vài hình ảnh trên sách giáo khoa rồi các em chia sẻ dùng để làm cái tài liệu để các em thảo luận bài tập, các em phản biện hay là để các em học tập, thì đó là một cái việc bình thường ha. Còn các em chụp hết cuốn sách với mục đích là cho người khác đọc thì như vậy thì nên là vi phạm nha. Tình huống C là Hùng mua thẻ nhớ USB chứa các bài hát được người bán đã sưu tầm từ Internet mà không có sự thỏa thuận gì với tác giả hay là ca sĩ biểu diễn. Thì đây là một cái trường hợp vi phạm các em. Bởi vì Bình đã sử dụng các cái bài hát mà chưa được phép của tác giả hay là ca sĩ biểu diễn và phát tán những cái bài hát này, thì đó là một cái hành vi vi phạm nhé. Tình huống D là Phong mua vé vào rạp chiếu phim để xem phim. Tuy nhiên thì Phong dùng điện thoại di động để phát trực tiếp, tức là live stream đó các em, phát trực tiếp bộ phim cho bạn bè và người thân xem cùng, thì đây là một cái hành vi vi phạm ha. Như vậy là vi phạm quyền của tác giả đối với sản phẩm là vi phạm bản quyền ha các em. Thứ hai là các em phải kiểm tra để đảm bảo là sản phẩm số do các em tạo ra là không vi phạm pháp luật và phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Thì đối với bài số 4 này, còn phần cuối bài đó là phần bài tập luyện tập, bài tập vận dụng cũng như là một số câu hỏi ở cuối bài số 4 sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Thầy sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập này vào tiết học sau nhé. Các em có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, các em nhấn vào đường link để các em vào danh sách phát tin học lớp 8 chân trời sáng tạo ha. Khi đó thì các em sẽ xem đầy đủ các bài giảng về tin học lớp 8 nha. Còn bây giờ thầy sẽ dừng tiết học ở đây, thầy chúc các em học tốt, đạt được điểm cao. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.